What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Year. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi tập một review một em phim cơ cực kỳ hot luôn. Mặc dù là mình chưa có up review lần nào, tuy nhiên thì con này đang rất là hot ở trên fanpage của Boss Year BMT. Mà cái con này thì nó cũng mới ra mắt thôi, cho nên là cũng chưa có bên nào review chi tiết hết. Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua em này nha. Ok, let's go. Về cái cách đóng hộp của nó thì cũng khá là lạ. Cái tông màu chủ đạo của nó sẽ là màu xanh. Và nó sẽ có một cái thằng phi hành giả đây, chứa bóng đèn xuyên vào đây. Nhìn cũng rất là lạ đó. Khá là độc. Tuy nhiên còn lại thì nó rất là đơn giản luôn. Cái hộp này của em đây thì cũng khá là dày. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tấm thẻ này. Nó sẽ có chi tiết các cái thông tin để hỗ trợ mình điều khiển cầm phím. Tuy nhiên thì nó lại chỉ có tiếng Trung Quốc thôi. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở giữa. Con này nó sẽ có hai phiên bản. Bản màu xanh đen như thế này. Và một phiên bản màu trắng nữa. Ở đây chúng ta sẽ có cái dây tai C đi kèm. Một cái túi đựng đồ nhổ KitKat, kim nhổ Swiss. Cá lộ nát. Xem nào. Đó. Và cái switch đi kèm của nó cũng là cái switch gắn ở trên chiếc bàn phím luôn nha. Switch này thì hình như nó cũng không có cái tên chính xác. Cái switch này cũng là của thằng của hãng này luôn. Và đây là switch Linear. Đó. Bấm cực kỳ êm và khá là đầm tay. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay em bàn phím BK98. Và như các bạn thấy thì ngay từ cái tên của nó cũng đã cho biết chúng ta sẽ có layout như thế nào. Em này sẽ có layout đó là layout 98. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái đặc biệt, đó là thay vì 4 nút ở phía trên này thì chúng ta chỉ có 2 nút thôi. Và thay vào đó thì sẽ là một cái màn hình. Đó, và cái màn hình này cũng khá là đặc biệt nha. Thì để mình show cho các bạn xem. Và cái tông màu của con này sẽ là màu xanh đen, nhìn khá là đẹp. Kết hợp với lại những cái nút có in màu, có in hình chủ đề theo chủ đề của vũ trụ, ví dụ như là nút back này, enter, những cái tàu vũ trụ, có cả phi hành gia. Đây, nút space nhìn cực kỳ là dễ thương luôn. Đó, cái nút shift bên này nữa rất là đẹp. EC. Và có một cái nữa, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy một hàng từ F1 cho đến F12. Thì tất cả những nút này đều là những cái nút trong suốt màu xanh đậm luôn. Và nó sẽ có in 12 cung hoàng đạo. Từ F1 cho đến F12 là 12 cung hoàng đạo luôn. Và nó sẽ có xuyên LED hoàn toàn. Nhìn rất là đẹp. Tiện đây thì mình cũng sẽ gỡ luôn, xem chất lượng keycap của nó như thế nào nhé. Về những cái nút mà có in hình thì sẽ là die sub rồi, không nói làm gì. Còn những nút bình thường này thì nó sẽ là double shot, xuyên LED. Đó. Đây, mới đầu mình nghĩ là nó cũng sẽ chắc cũng sẽ lởm lởm thôi. Tuy nhiên thì cái keycap của nó làm cực kỳ dày dặn. Và cái lớp trong suốt ở phía bên trong cũng làm double shot tràn ra ngoài luôn. Chứ không hề là làm kiểu mỏng mỏng chơi chơi như những cái keycap double shot rẻ tiền khác. Đó. Và chất liệu của nó sẽ là chất liệu PPT luôn. Sờ khá là nhám. Vậy là con này nó cũng khá là chỉnh chu trong những cái chi tiết nhỏ. Nhìn những cái con keycap cung hoàng đạo nha. Này, đây là keycap cung hoàng đạo. Tuy rằng là keycap trong suốt như PC thôi, nhưng mà nó làm cũng khá là dày. Và cái hình in trên cung hoàng đạo của nó cũng cực kỳ sắc nét luôn. Đó, cái hình in này thì mình nghĩ là nó chỉ khắc laser hoặc là như thế nào thôi. Sờ nó lên khá là nổi nổi. Sờ nó thì cái hình nó nổi hẳn lên. Và sờ thì nó gồ ghề đấy. Đó, không biết là nó có thể bền không. Tuy nhiên thì từ F1 đến F12 thì chắc cũng ít nhấn nên nó cũng khó mà phai được. Và những cái con này thì nó cũng sẽ xuyên LED rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Rồi, về cái layout 98 thì chắc mình cũng không có nói gì thêm nhiều. Đó, ngoài những cái nút bị lược bỏ đi thì chúng ta sẽ có một cái layout gần như là full size. Và nó sẽ gọn gàng nhất có thể. Đó, có cả một phím mũi tên, hai nút N và Antalat. À, cái này nó sẽ bị mất một nút Control. Và nó thay thế bằng những nút này là sẽ là nút lớn, thế những không phải là những nút nhỏ. Đấy, một số khác biệt.
nút shift thì vẫn sẽ là nút shift 1.75U nha. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là cái đáy của nó sẽ được làm nổi bật bằng tông màu xanh đậm luôn. Và chúng ta vẫn sẽ có kickstand hai nấc rất là cứng cáp, các chân cao su, đường đi dây đó, cộng tai xi kết nối, không có gì đặc biệt, với lại cái sticker của hãng. Ok, về cái công tắc của em này thì nó lại nằm ở phía bên ngang đây, và nó sẽ nằm ở phía bên phải. Chúng ta sẽ gạt lên để chuyển sang chế độ không dây, gạt off để chuyển sang chế độ dùng dây, hoặc là chúng ta có thể thao tác trực tiếp từ N, từ 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó sẽ 1, 2, 3 thì sẽ là Bluetooth, số 4 sẽ là wireless 2.4G, và số 5 sẽ là dùng dây. Cái USB wireless của nó thì sẽ nằm phía trên này đây. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ là cái USB này như nó đút vào đây nó khá là lỏng lẻo, nó rất là dễ bị rớt ra nhé, cho nên là các bạn phải lưu ý. Về cái chất lượng view tổng quan thì khi mình cầm con này lên thì nó thực sự là rất là đầm tay và cứng cáp luôn. Đó, khi mình vặn xoắn thì nó hầu như không có cái độ tức là độ bị cong vênh gì hết luôn á, cực kỳ cứng và cầm rất là đầm tay. Con này trông vậy chứ mà khá là nặng. Đây, cái switch như ban đầu mình đã nói ở lúc mà mình mở hộp nó tặng kèm á, thì con này sẽ là linear. Switch của nó thì sẽ là stem ngắn thôi. Đó, ấn một phát là nó lún hết luôn. Và cái con switch này cũng đã được pre-lup rồi nên bấm rất là mượt. Bấm cũng khá là nặng, đầm tay. Và cái tiếng của nó cũng kêu khá là đanh nhá. Con này thì sẽ là switch 3 chân thôi và cũng sẽ là chân đồng. Đó. Nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên thì khi mà mình gõ lên thì nó nghe tiếng khá là to. Tí nữa mình sẽ cho các bạn nghe thử sao test. Về cái mặt thì em này vẫn sẽ là mặt hot swap 5 chân bình thường, mặt ngược. Chúng ta sẽ có lót sẵn foam ở dưới PCB cũng như là dưới đáy luôn. Đó, lót sẵn hết tất cả cho chúng ta rồi. À, nó chưa có switch pad thôi. Đồng thời là cái plate của em này thì sẽ là plate thép, cho nên là cầm nó rất là đầm tay và cứng cáp nữa. Cái này thì cũng tùy người, có người thích kiểu mềm mượt nhưng cũng có người thích kiểu cứng. Và tất nhiên với cái mặt hot swap 5 chân này thì các bạn yên tâm thoải mái, xoài tất cả các loại switch đều ok hết. Nhưng mà cái con này, riêng cái con này nha, nếu mà các bạn sử dụng chuẩn Cherry với những cái switch mà cũ ngày xưa, hoặc là cái con này thì nó sẽ bị cấn keycap. Tuy nhiên với cái bộ keycap gốc của con này thì mình nghĩ nó cũng không cần thiết phải thay đâu, rất là ngon rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử bật led lên cho các bạn coi nhé. Em này thì vẫn sẽ được hỗ trợ bộ đèn LED RGB 16,8 triệu màu, LED cực kỳ sập sình luôn. Cái LED của nó thì cũng không được sáng quá, có thể là do cái dòng switch này sẽ là dòng switch màu đục, cho nên là nó chắn LED cũng khá là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy rõ là những cái nút trong suốt phía trên này thì cho LED xuyên qua tốt hơn, cho nên chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn, rất là đẹp. Đây là một trong những cái điểm nhấn mà mình thấy là rất ít những cái con bàn phím stock mà nó trang bị sẵn. Riêng về 12 nút này mình nghĩ là bán ở ngoài thì cũng khá là bộ tiền rồi đấy. Chưa kể những cái nút có in hình đai súc này nữa. Đó. Cơ bản thì nó là LED RGB thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều chế độ. Mình sẽ show cho anh em xem sơ qua một số chế độ nha. LED con này thì nếu như các bạn để đèn sáng ở trong phòng thì chúng ta sẽ thấy nó hơi yếu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tắt bớt đèn LED đi thì nó cũng khá là ok đấy. Để mình thử cho các bạn coi. Đấy, sau khi mình tắt bớt đèn ở trong phòng đi thì các bạn nhìn thấy không? Đèn LED của nó lên cũng rất là rực rỡ đấy chứ, đâu có hề kém cạnh gì đâu. Đó. Nếu mà các bạn sử dụng phiên bản màu trắng thì LED nó còn lên kinh hơn nữa. Phiên bản màu trắng thì tức là cái dàn alpha này của nó sẽ là màu trắng, còn những cái nút xung quanh sẽ là màu đen, tức là nó đảo nghịch màu với nhau vậy thôi, chứ không có gì khác biệt hết. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái màn hình phụ đó, nhỏ nhỏ đây, và chúng ta cũng có thể đổi được cái các cái hình mà chúng ta muốn đưa lên đây. Nếu mà chúng ta cắm dây thì nó sẽ hiện lên cái thông số của bàn phím, còn nếu như mà chúng ta không cắm thì nó sẽ hiện đang cái kết nối mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như đây là kết nối dùng 2.4G thì nếu mà muốn sử dụng thì chúng ta sẽ cắm 2.4G vào, còn nếu không khi chúng ta chuyển sang mode Bluetooth nha, mình thử nha, đó thì nó sẽ chuyển sang mode Bluetooth. Nếu mà nó hiện đang linking này thì chúng ta chưa có kết nối được mà chúng ta phải giữ SN cộng với lại số 1 khoảng tầm 5 giây. Đó. Khi nào mà nó hiện chuyển sang chữ pairing này thì chúng ta mới có thể tìm Bluetooth của bàn phím và kết nối nha. Các bạn lưu ý cái điểm này. Thì hầu hết như các bạn sử dụng phím Bluetooth thì không rõ cái chế độ này nha.
Tại vì nếu mà mình mới lấy về thì nó sẽ là hiện chế độ linking, tức là nó sẽ đang kết nối với một thiết bị khác trước rồi. Và thường là những thiết bị mà đã test trước đó, cho nên chúng ta phải reset. Để reset cái Bluetooth đó thì chúng ta mới tìm được và kết nối lại được với thiết bị mới. Ok, sau khi mình cắm cái USB 2.4G vào thì chiếc màn hình nó sẽ hiện một số cái thông số như sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có đồng hồ này, Win thì tức là mình đang sử dụng Windows. Còn nếu như chúng ta sử dụng Mac OS thì nó sẽ là có hiện chữ Mac ở đây. Kết nối 2.4G, pin của bàn phím, nó thương hiệu vân vân. Thì cái màn hình này chúng ta vẫn có thể thay đổi được nha. Và tất nhiên mình chúng ta có thể cài được các hoạt ảnh vào trong cái màn hình này rất là nhiều luôn. Và những cái hoạt ảnh này chúng ta có thể tải trên mạng về và tải vào trong cái bàn phím. Tuy nhiên thì nếu mà muốn tải vào trong cái bàn phím này thì chúng ta phải cắm dây và sử dụng phần mềm của hãng nhé. Về cái sử dụng phần mềm thì có lẽ mình sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm để cài các cái hình động vào đây. Hiện tại thì mình có thể cho các bạn xem nó các cái hình mà cái màn hình này có thể cài được rất là nhiều luôn. Và chúng ta có thể tùy biến thoải mái. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng 500 anh em đi xem sơ qua một số các cái chế độ đèn LED đẹp của em này nha. Và em này còn có cả hệ thống đèn LED ngay theo nhạc nữa. Tuy nhiên thì cái đấy có lẽ là chúng ta để một video sau. Ok. Như các bạn vừa thấy thì em này đèn LED cũng khá là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần cực kỳ quan trọng, đó là sound test. Và có một cái đặc biệt của em này, đó chính là những cái thanh stab của nó được làm rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn nghe thử. Đấy, như các bạn vừa nghe thì cái start của con này nó làm quá là đỉnh luôn. Mình bấm stop, mình cảm giác như là đã được móc lúc rồi đấy. Không hề có tiếng lọc sọc chút nào luôn. Được khá là ngon. Tuy nhiên cái tiếng của nó khá là đanh. Có lẽ là do đến từ cái plate thép cũng như là cái switch này cũng khá là đanh nữa. Start của nó làm cực kỳ ngon. Đã được vlook sẵn, không quá dày cũng như những cái con khác mà nó lúc khá là đều và vừa vặn nữa nhé. Start của nó cũng cực kỳ chắc chắn, cho nên nó tạo ra một tiếng rất là gọn luôn, chứ không hề nghe cái kiểu mà hơi lọc sọc hay nhão nháo đó. Và cái tiếng của nó không phải là tiếng rỗng như những cái con bàn phím nhựa. Có lẽ là do cái plate của nó sẽ là plate thép cho nên nó khá là ok. Như vậy là mình đã vừa review sơ qua cho anh em một con bàn phím cơ dòng 98 của hãng Basic, mới mã là BK98. Và giá của em này thì bên mình hiện đang bán với giá là hơn 1 triệu một xíu thôi. Và nó sẽ có bao gồm cả 3 mod không dây, có cả LED RGB, hot swap 5 chân, lót foam đầy đủ. Đặc biệt là có một dàn cây cáp cực là đẹp, cùng thêm màu luôn. Và nó sẽ có cả màn hình phụ thời thượng nữa, đang là trên đấy. Đó. Bây giờ mình mới để ý là cái cây của này cũng thiết kế khá là tốt nha. Chúng ta nhìn thấy không hề thấy lộ chân switch luôn. Nó cây cáp cũng được che khuất hoàn toàn. Ồ, nó làm cũng rất là chỉnh chu đấy. Ok, với tầm giá khoảng hơn 1 triệu thì anh em nghĩ sao chiếc bàn phím này với rất là nhiều ưu điểm? Nếu mà nhược điểm thì mình thấy có một cái nhược điểm mình thấy nhỏ nhỏ thôi, đó chính là cái chỗ để receiver này nó rất là dễ bị tụt, thế thôi.
Còn lại thì mình nghĩ là rất là ok rồi. Nếu mà anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy cứ để lại comment trong phần bình luận nha. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá bán cũng như là link mua thì mình có để trong phần mô tả của video đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear này. Bye bye.